Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải vừa bài tập toán lớp 3 kết nối tri thức với cuộc sống. Tiết học hôm nay chúng ta sẽ làm là tiết số 2, trang 114. Bài số 1 đặc tính đầu tính 217 ta nhân cho 4. Bốn nhân bảy là 28, với tám là nhớ hai. Bốn nhân một bốn, bốn hai là bằng 6. Bốn nhân cho hai là bằng 8. Ba nhân chín là 27. Chỗ này số không cho nên là không nhân ba là bằng không. Bên này là hai, chúng ta nhớ qua, viết qua. Ba nhân ba bằng 9. 160 ta nhân cho 5. 5 nhân 0 là bằng là 0. 5 nhân 6 30, với 0 ta nhớ 3. 5 nhân 1 là 5, 5 38. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 2 đặc tính đầu tính. 576 ta chia cho 3. 5 chia 3 được 1. 1 nhân 3 bằng 3, 5 ta trừ cho 3 còn là 2. 7 ta hạ xuống, 7 ta chia 3 là được 9. 9 x 3 là 27, 27 ta trừ 27 bằng 0. 6 ta hạ xuống, 6 ta chia cho 3 được 2. 2 x 3 là bằng 6, 6 trừ 6 bằng 0. 6 trong 45 ta chia cho 5. 6 chia 5 được 1, 1 x 5 bằng 5, 6 trừ 5 còn 1, 4 ta hạ xuống. 14 ta chia cho 5 thì chúng ta sẽ được là 3 lần thì không được, 2 lần. 2 x 5 là 10, 14 nữa trừ 10 là còn lại là 4, 5 ta hạ xuống. 45 ta chia cho 5 bằng 9, 9 x 5 là bằng 45, 45 ta trừ 45 bằng 0. 847 ta chia cho 7, 8 chia 7 được là 1, 1 x 7 bằng 7, 8 trừ 7 còn 1, 4 ta hạ xuống. 14 mà ta chia cho 7 được 2. 2 x 7 14, 14 trừ 14 bằng 0, 7 là hạ xuống. 7 chia 7 được là 1. 1 x 7 bằng 7, 7 trừ 7 bằng 0. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 3. Viết số tích hợp vào chỗ chấm. Câu A, độ dài đường gấp khúc ABCD như hình dưới đây là bao nhiêu mm? Và cái này thì chúng ta sẽ có là 3 đoạn, 1 đoạn, 2 đoạn, 3 đoạn. Ta lấy 34 này, ta cộng với 18 này, ta cộng với lại là 45 này, bằng thì chúng ta sẽ được là 97 mm. Câu B, túi đường trong hình banh cân nặng là bao nhiêu gram. Như vậy cái cân này là cân đĩa. Cái cân đĩa này có nguyên tắc là bên này chúng ta sẽ để những quả cân có cái số lượng cụ thể. Còn bên này là để cái vật chúng ta cần cân. Bên này là khi mà hai bên này cân bằng nhau thì kim nơi giữa. Hai bên này cân bằng nhau có nghĩa là bên này bao nhiêu kg thì bên này cũng bấy nhiêu kg. Bên này là có cục này là 100, cục này là 200, cục là 500. Vậy là 100 ta cộng với 200 là 300, 300 cộng với 500 là bằng là 800. Vậy cái đường này là nó là 800 gram. Chúng ta qua câu C, rót hết nước từ một cái bình được là 3 ca nước như hình vẽ. Giờ một cái bình lớn chúng ta rót được 3 ca này. Lượng nước ban đầu trong bình là bao nhiêu ml? Cái bình cái rót cái ca này được là 200 ml, này 200. Như vậy chúng ta sẽ lấy 200 ta nhân cho 3 là bằng là 600. Vậy là lúc đầu chúng ta sẽ có một cái bình kia là 600 ml. Chúng ta qua câu tiếp theo là câu số 4, tính giá trị của biểu thức. 32 x 6 ta chia cho 3. Giờ chúng ta sẽ lấy là 32, chúng ta sẽ nhân cho 6 thì chúng ta sẽ được là 192. Rồi sau đó chúng ta sẽ chia cho 3 thì chúng ta sẽ được là 64. Bài này chúng ta sẽ làm trong cái mặt trước là 32 ta nhân cho 6 ta trừ 3 là bằng là 3. Giờ chúng ta sẽ được là 90, 16.
Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 5. Một đậu trồng cây, ngày đầu trồng được là 235 cây, ngày sau trồng được nhiều hơn ngày đầu là 80 cây. Ở cả 2 ngày thì đậu đó trồng được bao nhiêu nhiêu cây? Thì chúng ta sẽ đi tính cái ngày sau trồng được bao nhiêu cây này. Số cây ngày sau trồng được là số cây ngày sau trồng được là 235. Ngày sau trồng được nhiều hơn, để ta cộng cho 80 đó, bằng 5 8 3 11, 315 cây. Rồi cả hai ngày ta lấy cái này ta cộng với cái ngày đầu, ngày sau đây, ngày đầu đây ta cộng lại, số cây cả hai ngày trồng được là 235 cộng với lại 315 bằng 550 cây. Đáp số 550 cây. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh có thể để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em. Các em muốn tìm bài học đề thi và kiểm tra là dưới bất kỳ clip nào của thầy cũng có phần mô tả. Trong phần mô tả thì để sẵn phần link của blog. Trong blog thầy dạy rất nhiều các đầu sách. Các em vào đó các em tìm bài nhé. Chúc các em học tốt.